Hôm nay mình sẽ nói cái phần là cấu tạo ống tiêu hóa. Vậy thì ống tiêu hóa là cái hệ cơ quan tiếp nhận và chế biến mọi dạng vật chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể đi từ môi trường bên ngoài. Ống tiêu hóa gồm các thành phần chính, đó là khoang miệng, đó là trong đó có răng, lưỡi, hầu và các tuyến nước bọt. Cái yếu tố thứ hai đó là thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, tuyến tụy, gan. Yếu tố cuối cùng là trực tràng và hormone. Và bây giờ ta sẽ xem một cái sơ đồ sau đây. Đây là cái sơ đồ về ống tiêu hóa trong cơ thể của con người chúng ta. Từ khoang miệng nó sẽ xuống hầu, từ hầu thức ăn sẽ được chuyển xuống thực quản, từ thực quản sẽ xuống dạ dày, đấy, dạ dày sẽ xuống lông vị, ruột non sẽ chuyển xuống ruột non. Ruột non thì gồm ba thành phần: tá tràng, hỗn tràng, hồi tràng. Và ruột già bao gồm măn, tức là ruột thừa đấy, kết và trực. Cuối cùng là thức ăn sẽ chuyển hóa hết rồi, nó sẽ xuống hormone. Bây giờ cái vấn đề chúng ta đầu tiên chúng ta quan tâm đó là tìm hiểu là khoang miệng. Khoang miệng là đoạn mở đầu của ống tiêu hóa. Trong khoang miệng có cấu tạo chính là răng cắn chặt, hàm trên, hàm dưới và lưỡi. Trong khoang miệng có tuyến nước bọt, các tuyến nhỏ đại đác trong niêm mạc và khoang miệng. Gồm có ba tuyến lớn là tuyến đôi tuyến mang tai, đôi tuyến hàm dưới và đôi tuyến dưới lưỡi. Thì chúng ta quan sát cái đây, quan sát khoang miệng đây, đây là khoang miệng. Đấy, thức ăn chúng ta sẽ từ tuyến nước bọt, tuyến bọt dưới lưỡi này, tuyến bọt dưới hàm, chạy xuống thực quản bao gồm tâm vị đây, chạy xuống tá tràng, chạy xuống ruột già, rồi đến ruột non, rồi đến trực tràng, hậu môn. Vậy thì miệng nó như thế nào? Miệng đây, miệng bao gồm môi, răng, yết hầu, lưỡi, các tuyến là tuyến dưới của lưỡi, tuyến dưới hàm và tuyến mang tai. Các tuyến ổ miệng là ống tuyến dưới lưỡi và ống tiết tuyến ở mang tai, tuyến mang tai và ống tiết này. Răng bao gồm là như chúng ta biết đấy, ở con người thì có 20 chiếc răng, bộ răng vĩnh viễn là 32 chiếc lưỡi. Còn chức năng của miệng thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau, để chúng ta tìm hiểu các bộ phận này. Yếu tố thứ hai là thực quản, là đoạn nối giữa khoang miệng và dạ dày, dài là 25 cm, rộng là 2,5 cm. Thực quản nằm ngay sau khí quản. Đoạn đầu thực quản là dẹt, đoạn sau thì tròn. Thực quản nối dạ dày với dạ dày ở tâm vị. Như thế thì ta xem này, thực quản đây, nó xem tạm cái này nhá, này nó hơi bé. Dài là 25 cm, đường kính là 2,5 cm. Đấy, và nó nối giữa dạ dày và khoang miệng. Ban đầu thì nó dẹp, nhưng sau đó đoạn sau thì nó tròn. Ban đầu là dẹp này, nhưng đoạn sau tròn này. Đấy, yếu tố thứ ba đó là dạ dày. Dạ dày là thành phần lớn nhất của ống tiêu hóa. Thành dạ dày được cấu tạo bởi ba lớp cơ trơn, là cơ động ngoài là một này, cơ ở vòng giữa là hai này, cơ chéo ở trong là ba này. Như vậy thành dạ dày cấu tạo bởi ba lớp: cơ dọc ở ngoài, cơ vòng ở giữa và cơ chéo ở trong.
Hình dạng dạ dày thì là một túi hơi cong với bờ cong thì bé ở bên phải và bờ cong lớn thì ở bên trái. Dạ dày chia làm ba phần: tâm vị, môn vị hay là hạ vị hay hàng vị đấy, và phần thân. Đầu ở trên thì bờ cong bé có lỗ thông với thực quản gọi là tâm vị. Dạ dày thông xuống dưới thất tràng và qua lỗ vị. Xung quanh môn vị thì có cơ thắt để đóng mở các môn vị. Bây giờ trình bày như thế này thì khi mà các bạn mới học lần đầu tiên các bạn rất khó để mà tiếp thu, thì mình chỉ cho xem slide để hiểu rõ hơn. Đây là dạ dày này, nó là nơi phình to nhất của ống tiêu hóa, được chưa? Nằm ở vùng thượng thượng vị và ở xương hạ xương trái, có thể chứa là 1,5 lít. Nó hình rỗng và chữ di đấy, bao gồm là tâm vị, đáy vị và thân vị, hang môn vị, môn vị. Như ban nãy mình nói này, thì nó chia làm ba phần: tâm vị, môn vị và phần thân. Trong slide đã nói rất rõ tâm vị, hôm nay sẽ môn vị nói về một cái phần đó là chìa khóa thành công. Ở cái chương 1 và nó là cái chương rất hay, chứng minh năng lực bản thân. Nhưng như đây bao gồm tâm vị, môn vị và phần thân, thì nó đã nêu rõ ràng này: thông vị này, mô tâm vị này, môn vị này, môn vị là phần dưới này, có ba lớp cơ bao gồm cơ tự dọc là đầu tiên, sau tiếp theo là cơ vòng và cơ chéo. Các cơ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc là chúng ta co bóp, nhào trộn thức ăn. Và dạ dày niêm mạc thì nó chứa ba loại tế bào. Tế bào chính là tiết bepsinogen. Tế bào viền thì nó chứa là yếu tố nội tạng, đó là tuyến vị ở hang môn vị. Tế bào giống ở tế bào colon là tế bào tiếp dịch niêm niêm dịch. Và chúng ta xem cụ thể hơn. Đấy. Này, hình nó rõ này, rất rõ. Đây là gì nào? Đây là này, xem lại này. Tâm vị, thân vị, môn vị. Tâm vị là vùng này, thân vị và môn vị là vùng cuối. Máu hình chữ gì? Và nó là thành phần to nhất, phần to nhất của ống tiêu hóa, nằm ở thượng vị và hạ xương trái. Như vậy nếu mà chúng ta đau ở bên xương trái, đau ở bên xương phía bên trái ở phía trên ấy, thì nó chính là đau dạ dày. Và trong ba cơ đóng vai trò nhiệm vụ co bóp thức ăn thì bao gồm là cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo. Đấy. Đầu trên thì cong, bờ cong bé có lỗ thông với thực quản gọi là tâm vị. Tâm vị đâu? Tâm vị đây, bờ cong nối với thực quản. Đấy, tâm vị. Dạ dày thông xuống tá tràng và qua lỗ môn vị. Dạ dày thông xuống tá tràng. Dạ dày thông xuống tá tràng và gọi là môn vị hàm môn vị này, môn vị này thông xuống tá tràng này, vùng này này, vùng phía cuối này, các bạn thấy không? Xung quanh môn vị có cơ thắt để đóng mở môn vị, có cơ thắt xung quanh đây, nó có cơ này, xung quanh môn vị nó có cơ này để co thắt để đóng mở cái môn vị này. Và nó có trong hang môn vị thì nó có điều hòa axit trộn thức ăn, trong thân vị có tiết axit và pepsin. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc là tạo nếp gấp, tạo ra chất tiết để co bóp nhào trộn chuyển hóa thức ăn
sẽ tìm hiểu rõ ràng rõ hơn ở những cái phần sau. Như vậy ở phần dạ dày này là phần quan trọng nhất, chúng ta chú ý điều gì? Chúng ta chú ý là thằng dạ dày này được cấu tạo bởi ba cơ. Cơ ở ngoài, cơ ở giữa, cơ vòng ở giữa và cơ chéo ở trong. Hình dạng dạ dày thì một thứ hơi cong rồi, cái này mình biết rồi. Còn ba phần tâm vị, môn vị và phần thân. Trong đó chúng ta lưu ý một điều cụ thể là hang ở môn vị ấy, nó có một cái cơ nó đóng mở cái môn vị, đóng mở dạ dày này. Đấy. Và trong hang môn vị thì có điều hòa axit và chống thức ăn. Đấy. Nhớ điều này cho mình. Yếu tố tiếp theo đó là yếu tố ruột non. Ruột non là đoạn giữa và đoạn dài nhất của ống tiêu hóa. Đó là một ống dài 3-6 cm. Ruột non thì chia làm 3 đoạn chính, đó là tá tràng, hổng tràng và phù tràng. Đây chúng ta xem ruột non đâu. Ruột non đây. Ruột non nó là bao gồm chia làm 3 phần này. Phần đầu tiên, phần trên, đó chính là tá tràng. Chúng ta liên kết với cái kiến thức vừa học môn vị này. Chỗ môn vị này nó có nhiệm vụ của nó là dạ dày thông xuống tá tràng thông qua lỗ môn vị, và ở xung quanh môn vị này có cơ thắt để đóng mở và sau khi để điều chỉnh thức ăn sau khi mà được co bóp rồi thì sẽ được mở môn vị ra để nó chảy xuống tá tràng và xuống ruột non để hấp thụ chất dinh dưỡng. Xuống tá tràng, sau khi xuống tá tràng rồi nó gọi là nó xuống hổng tràng, xuống tổng hổng tràng rồi nó xuống, rồi nó tiếp tục xuống hồi tràng. Và ruột non nó là đoạn dài nhất của ống tiêu hóa, đi từ môn vị đến góc tá và hổng tràng, nó dài từ 6 m vậy đấy, đường kính là 2.5-4 cm. Và chúng ta so sánh với đường kính của cái thực quản là 2.5 cm thôi, nhưng mà đường kính của ruột non là 2 cm đến 4 cm vậy. Và trực tiếp ra từ gan tụy rồi đổ vào tá tràng. Và ruột non thì nó có một đầu dài khoảng 20 cm gọi là tá tràng. Ống tụy và ống mật đổ vào đoạn đầu của tá tràng. Hổng tràng thì chiếm 2/5 chiều dài. Hồi tràng thì nó chiếm khoảng 3/5 chiều dài của ruột. Thành ruột non được cấu tạo bởi 3 lớp cơ trơn. Đó là cơ lớp cơ vòng bên ngoài. Chúng ta so sánh này. Đối với đoạn dạ dày ấy, cái lớp đầu tiên ấy là lớp cơ dặn ở bên ngoài. Nhưng mà đối với ruột non ấy, cơ vòng nó lại ở bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì nó không cần để co bóp, để nhào trong thức ăn, cho nên nó không cần cái cơ dập ở bên ngoài đâu để co bóp để nhào trong thức ăn đâu, đúng không? Mà nó chỉ cần co vào cơ vòng thôi. Rồi lớp cơ dập ở bên trong và trong cùng lớp niêm là lớp niêm mạc ruột. Lớp niêm mạc này đóng vai trò là hấp thụ thức ăn thông qua rất nhiều lớp ruột, và nó lớn và mặt trong của ruột thì như một lớp nhung vậy. Xen kẽ bên trong lớp nhung thì có các tuyến tiết ra dịch ruột và chất nhầy. Hệ thống thần kinh, mạch máu và mạch bạch huyết từ các cơ phân bố vào bên trong lớp nhung để tiếp nhận các chất dinh dưỡng. Thì chúng ta so sánh, chúng ta sẽ xem cái ruột non này. Bên trong là diện tích bề mặt của nó là 300-400 m². Như vậy diện tích nó thông rất là lớn. Bên trong nó có chứa rất nhiều các lõi mô liên kết mạch bạch, bạch huyết và các mao mạch. Niêm mạc thì có nhiều nhung mao khoảng 20-40 triệu mm² và chúng ta coi này, tá tràng là đoạn đầu của ruột non, là đoạn ngắn nhất, và tá tràng đây là đoạn ruột mà ruột non quan trọng trong quá trình phân giải thức ăn. Hổng tràng là đoạn giữa của ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng. Đoạn hồi tràng là đoạn cuối ruột non, đây hồi tràng đây,
có hình ảnh theo dài đến 2 đến 4 mét. Ở trong non vì nó hoạt động cơ học, hoạt động bài dịch tiến tụy, chính vì hoạt động bài dịch tiến tụy mà bên trong trong non nó có xen kẽ rất nhiều lớp nhung, lông nhung, có tác dụng là tiết ra dịch chuột và chất nhầy. Lông ruột nó còn trên niêm mạc, mặt bề mặt niêm mạc của ruột non đấy, nó có một cái mặt trong như một lớp nhung, lông ruột như một lớp nhung vậy đấy. Và nó có hệ thống mạch máu, mạch bạch huyết, phân bố và lớp nhung để nó bài tiết dịch bẩn, bài tiết truyền ruột, hấp thu các chất ở ruột non đấy. Và phần tiếp theo chúng ta phải tìm hiểu đó là ruột già. Ruột già là đoạn cuối cùng của ống tiêu hóa, ngắn hơn ruột non nhưng diện tích nó lại lớn hơn và dài khoảng 1,5 đến 2 mét, trong khi ruột non là bao nhiêu mét? 6 mét. Đấy, ruột già chia làm 3 phần: mãn tràng, kết tràng và thực tràng. Đây, từ từ đây, ruột già này là đoạn cuối của ống tiêu hóa, đoạn cuối đây, nó xếp hình chữ U và nó bao gồm 4 phần: mãn tràng, đại tràng, thực tràng và ống vòng hông. Mãn tràng, đại tràng ngang này, đại tràng xuống này, đại tràng spa này và thực tràng cuối cùng là hậu môn. Vậy thì chúng non thông với ruột già tại ranh giới giữa mãn tràng và kết tràng. Giữa ruột non và ruột già có van hồi măng. Chúng ta tìm hiểu mục đích nó có van van hồi măng là để làm gì. Thứ hai là ba thành phần mãn tràng, kết tràng và thực tràng đó thì nó đóng vai trò gì và cấu tạo của nó như thế nào. Mãn tràng đầu tiên là mãn tràng là thành phần đầu tiên đây này. Vậy thì mãn tràng nó là nằm ở dưới chỗ tiếp nối với hồi mãn tràng, và ruột thừa thì nó dài tới 8 cm. Chỗ này chỗ mãn tràng nó có ruột thừa dài tới 8 cm. Vậy tiếp theo là đại tràng. Đại tràng lên thì từ 12 đến 20 cm. Đại tràng ngang là đại tràng lên này, đây này, đoạn đây này, đoạn nó đi lên này là 12 đến 20 cm. Đại tràng ngang là nó phân bố ngang theo thành ruột và nó dài từ 40 đến 50 cm. Ở dưới gan, đại tràng xuống là dài từ 25 đến 30 cm. Mục đích của đại tràng là để làm gì? Hấp thu các chất bị giải và nước, làm đặc các khối bã thải và hình thành phân. Đại tràng đây bao gồm cơ dọc và cơ vòng, nó không có cơ chéo. Vì đây này, cơ chéo thì nó mới co bóp thức ăn này, nó không cần cơ chéo đâu, đúng không? Cơ dọc ở ngoài, cơ vòng ở giữa và cơ chéo ở trong. Đấy. Và giúp hòa trộn các chất chứa trong trong đại tràng. Cuối cùng là trực tràng. Trực tràng thì phần này dài 12 cm, phồng to lên bóng trực tràng, nhiệm vụ là nó chỉ thải phân thôi. Cuối cùng là hậu môn. Và tất cả các hoạt động đó nó xảy ra nhằm mục đích để không xảy ra ở trong ruột già, thì nó không xảy ra quá trình tiêu hóa mà nó tái hấp thu nước, hấp thu natri và các hóa chất tạo khuôn phân và tống ra ngoài. Vi khuẩn ruột già là còn vitamin K và một vài loại vitamin B. Đấy. Phần cuối cùng là phần gan, đúng rồi. Gan có hình dạng là một quả dưa hấu, cắt chết từ trái sang phải theo một bình diện lên trên từ trước và sang phải. Gan có hai mặt, mặt hoành nồi áp sát với cơ hoành và mặt tạng. Gan chỉ có một duy nhất một bờ gọi là bờ dưới. Vậy gan là một quả dưa hấu dạng hình quả dưa hấu cắt chết từ trái sang phải. Chúng ta xem gan nhá. Gan này nó có một quả dưa hấu này cắt chết từ trái sang phải, cắt chết lên chịch lên, thấy không? Và
bên kia lên trên ra từ trước và sau phải, còn có hai mặt, mặt hoành lồi áp sát vào cơ hoành và mặt tạ, ra chỉ có một duy nhất một bờ đá ở dưới ra đầu, duy nhất một bờ thôi, đó là bờ mặt hoành này, còn mặt trước lồi ra này gọi là mặt hoành, và mặt này nó chính là mặt hoành lồi áp sát vào cơ hoành và mặt tạng, gan chỉ có một bờ duy nhất là bờ dưới thôi, bờ dưới đầu, bờ dưới đầu, bờ dưới đây, đấy, nó chỉ có một gan thôi. Còn gan là cơ quan tối quan trọng trong cơ thể, 200 chức năng khác nhau, sản xuất một vài chất mật, chuyển hóa lipid, glucid, protein, khử độc, NH3, rượu, thuốc, sản xuất protein, huyết tương, chất làm đông máu, dự trữ vitamin A, B12, sản xuất cholesterol. Như vậy gan có vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Đấy. Và ở trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình tiêu hóa trong phân hiệu. Rồi chúng ta còn tìm hiểu quá trình tiêu hóa trong phân non, phân trà nữa. Và ở phần này thì chúng ta tìm hiểu cấu tạo sơ qua của hệ tiêu hóa như thế. Đến đây là kết thúc buổi bài nhật ký học tập, dừng lại ở đây.